Em xin kính chào ông bà, cô bác, anh chị và các bạn nha. Em là Cindy. Hiện tại em đang sống ở LA, miền Nam của nước Úc. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ với mọi người về vấn đề mà kỳ thị người Việt bị kỳ thị ở nước ngoài. Thì theo như mọi người biết đó là cái chuyện mà bị kỳ thị này, người châu Á hay là người Việt bị kỳ thị ở nước ngoài á, thì nó cũng rất là bình thường rồi, tại vì đa phần là tùy nơi nào cũng vậy, nước nào cũng vậy thì cũng sẽ có người xấu người tốt. Nhưng mà hôm nay em sẽ chia sẻ một vấn đề đặc biệt hơn. Thì nói chung mà nói thì nếu mà em bị một người nước ngoài kỳ thị, em không có cảm thấy là buồn hay là buồn hay là cái gì đâu, tại vì nhiều khi họ cảm thấy là mình người da vàng này cái nọ theo kỳ thị không nói gì, nhưng mà trường hợp đó em rất là hiếm gặp. Thật sự từ lúc em qua đây cách đây là khoảng 12 năm, chỉ có một lần, một hoặc hai lần thôi. Nhưng mà cái điều mà em buồn ở đây không phải là em bị kỳ thị bởi một người nước ngoài, mà là người Việt kỳ thị chính người Việt. Thì cái này là như vậy nè, em không hiểu như thế nào. Hồi lúc mà em đi du học, mà lúc mà cái thời mà em cần cái chỗ để gọi là thực tập đó, thì em đi vào một cái nơi đó đến đúng với cái chuyên ngành của em, thì em muốn xin, thì mọi người biết thực tập đó là làm việc mà không cần phải trả lương, nghĩa là mình làm không không cho cái chỗ đó để mình xin cuối cuối cái lúc mà mình thực tập xong một thời gian, như là một vài tuần hay một tháng gì đó, thì chỗ đó sẽ ký một cái đơn cho mình là bạn chứng nhận là mình đã từng đến đây để làm việc. Thì lấy cái giấy đó nộp cho trường thì mình sẽ ra học thêm cái khóa mới, thì bên đây nó bắt buộc là như vậy đó, hay là mình mới có những cái giấy chứng nhận như vậy thì mình mới lấy được cái bằng hoặc là lấy được cái chứng chỉ của mình. Thì cái lúc đó thì em mới bước vào cái chỗ đó, thì em thì ăn mặc rất bình thường, đơn giản lắm, cũng không có phấn son lè lẹt nữa, nói chung là em mộc lắm. Thì em mới vừa bước vào à, cái chị chủ chị mới xua tay này: "Ô, con gái hả?" "Không không 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 muốn con gái đâu, không muốn con gái." Cái em nghĩ trong bụng nó, ủa, em không biết là em đã làm sai cái gì hay là không biết có vấn đề gì xảy ra mà bị phản cảm lớn như vậy. Xong em chưa kịp quay đầu ra, có nghĩa là em mới vừa tính quay ra thôi, thì em đã nghe một câu mà em giật mình. Em mới nói là mấy con gái du học sinh đó nó không có đàng hoàng. Em nghe như vậy đó mọi người, thật sự rất là nghe những cái câu như vậy rất là buồn. Nó làm tổn thương cho tất cả những bạn nữ ở du học sinh luôn. Tại vì nhưng mà thực ra cũng khó khó trách được. Khó trách được vì sao nguyên nhân vì sao mà những chị ở nước ngoài lại kỳ thị như vậy. Thì đó là nguyên nhân như vậy nè. Có những bạn thì cũng là du học sinh, nhưng mà những bạn ấy không muốn sống bằng những cái công việc quá nặng nhọc, có nghĩa là không muốn sống bằng những cái công việc tay chân, giống như là làm việc cực khổ, giống như là phụ việc nhà hàng, hay là phụ làm tiệm nail, hay là phụ trên farm rất là dơ dái này kia nọ. Nói chung là không có thích đổ mồ hôi nhiều, không có thích vất vả nhiều, thì họ sẽ chọn cái con đường nó sao ta, con đường họ chọn cái con đường không có mấy sạch sẽ, có nghĩa là không phải không mấy sạch sẽ, không có mấy họ chọn cái con đường họ chọn cái con đường giống như là làm mấy cô gái massage. Nhưng mà mọi người biết là, sorry nghe, tại em không biết dùng cái từ gì để diễn tả. Tại vì massage ở đây á, không có nghĩa là massage thật thụ, mà giống như mấy cái dạng massage trá hình á. Thì hoặc là có một số, có đa số có những người, các bạn ấy thích khua những ông chủ,
Có nghĩa là có những chị rất là tốt bụng, có những chị chủ rất là tốt bụng giúp đỡ cho cái bạn du học sinh. Xong rồi có nhiều bạn du học sinh đó cua luôn cái ông chủ đó. Xong rồi cái gia đình của người chủ bị tan rã. Nhưng mà khốn khổ thay có một điều là khi mà bạn ấy cua được rồi, gia đình của người ta tan rã rồi, bạn ấy kết hôn với ông chủ và được ở lại Úc rồi. Nhưng mà sau một thời gian bạn ấy lại bỏ cái người chủ đó. Đó, thì có nghĩa là bạn ấy cua là để là bạn ấy có một chỗ đứng ở nước Úc thôi, để bạn ấy được trụ lại ở nước Úc này, nên bạn ấy đã phá vỡ cái hạnh phúc gia đình của người khác. Thì đó đó là lý do mà vì sao mà những bạn nữ du học sinh bị kỳ thị như vậy. Em tưởng rằng bạn em cũng có rất nhiều, giống như ngày xưa bạn em á, được bị kỳ thị chính những người thân của mình ở đây. Thì giống như là lúc ấy bạn em cũng muốn mở một cái business. Thì giống đó là bạn em đang du học ha, thì mở một cái business ở đây, và chính người thân của bạn em nói rằng, chỉ vào mặt bạn em và chửi hai bạn em rằng là, mày nghĩ mày là cái thá gì mà mày nghĩ là mày hơn con của tao. Con của tao ở sống từ nhỏ bên đây mà còn không có dám mở business, không có dám đứng ra mở shop để kinh doanh, tại sao mày mày nghĩ là mày là cái thá gì mà mày hơn con của tao đó. Thì đó là thực sự là khi mà mình nghe những cái câu nói như vậy đó, mình rất là buồn đúng không ạ? Tại vì chính là những người thân nhân thật sự của mình ở nước ngoài, đáng lẽ là nên là những người có điểm tựa, nên là những người để cho mình học hỏi, những người cho mình tâm sự. Nhưng mà đổi ngược lại thì những người thân của bạn em lại nói ra những cái câu đó làm cho bạn ấy rất là buồn, rất là tổn thương. Đó. Thì đối với những người những bạn du học sinh cũng đã từng giống như em như vậy. Chúng em sống ở một nơi đất nước xa xôi như vậy thì chúng em rất là cần những cái sự động viên an ủi từ những người thân bên đây, giống như là cảm giác được sự ấm áp. Nhưng mà có những bạn nằm trong cái hoàn cảnh nó không có được như vậy, giống như là không có thực sự được những người thân quan tâm hay là gì đó, thì cũng rất là buồn. Thì nói chung là cũng, nhưng mà nhờ những cái trường hợp như vậy thì những cái bạn đó mới đứng lên được, mới mạnh mẽ hơn. Tại vì các bạn ơi biết rằng là phải chính bản thân mình đứng lên đôi bàn chân của mình không thể dựa dẫm vào người khác. Mình không có còn sống ở dưới vòng tay của bố mẹ nữa, mình đã đi xa trong tay của bố mẹ rồi. Và các bạn ấy tự nhủ trong lòng mình rằng là mình phải vượt lên, mình phải lo lại cho bố mẹ, chứ không phải là để cho bố mẹ cứ lo cho mình hoài. Thì khi mà đi ra ngoài gặp được những người tốt với mình thì mình nên thật sự tận đáy lòng mình nên nói là cảm ơn. Còn những ai mà không tốt với mình thì thật ra cũng không có còn quan tâm nhiều, tại vì họ không là gì của mình cả, họ không sống như mình, họ cũng không nuôi mình cái gì hết, hay là nói chung là họ chỉ thấy nhiều khi đâm trọng mình những vậy thôi, chứ họ cũng không có ý nghĩa gì trong cuộc đời mình, nên mình cũng đừng có quan tâm nhiều quá. Nhưng mà mình cũng phải cảm ơn họ, tại vì cảm ơn họ thì chính họ đã là động lực để cho mình mạnh mẽ hơn, để cho mình biết được rằng mình cần mạnh mẽ để cho người khác không thể coi thường mình được. Thì mình em chỉ xin là những người chúng ta, những người được sống ở đây, được định cư ở đây, thì chúng ta nên mở lòng với những các bạn du học sinh ha. Không phải là ai cũng xấu, không thể nào coi như là một con sâu mà làm sầu nồi canh được. Chúng ta phải công bằng nhìn nhận mọi sự việc, người này như thế nào, người kia như thế nào, chứ không thể nào mà quơ đũa cả nắm nhé. Thì mình cũng hy vọng là nếu mà các bạn du sinh mà xem được những video này thì mình khuyên là giống như là nếu mà mình có thể sống bằng chính sức lao động của mình thì mình sống ha. Còn những bạn nào mà thường giống mình thì đừng có buồn,
Mình hãy cố gắng nha, tại vì cũng không phải là ai cũng có những suy nghĩ như vậy. Có nhiều người người ta cũng không biết được người nào như thế nào. Thì theo mình thấy là giống như là chỉ cần mình sống sống đúng với con người mình, sống đúng với thân tâm mình không làm gì sai. Người khác có thể chỉ vào mặt mình nói mình nghèo hơn họ về vật chất, nhưng không thể nào mà chỉ vào mặt mình nói về mình là một người sống mà không có văn hóa, không có đạo đức. Thì mình xin chúc cho tất cả các bạn du học sinh luôn luôn có được những sự quan tâm của đồng hương ở nước ngoài nè, cũng như là sẽ có được nhiều sức khỏe để cố gắng vượt qua những cái khóa học của mình, có thể là tìm được những cái công việc tốt hơn, ổn định hơn trong tương lai ha. Thì anh xin cảm ơn ông bà, cô chú bác, các anh chị và các bạn đã theo dõi video của em nha. Và xin cảm ơn mọi người đã luôn luôn ủng hộ em nè. Nếu thích thì xin cho em một like hoặc là share hoặc là đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Và bây giờ thì em xin kính chúc ông bà, cô chú bác, các anh chị và các bạn luôn luôn nhiều sức khỏe nè, vui vẻ và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Bye bye mọi người.